Một trận lũ quét bất ngờ đổ bộ vào tiểu bang Utah miền Nam nước Mỹ trong những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến cho nhiều người mất tích. Hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau cơn lũ kinh hoàng. Lực lượng cứu hộ gồm 60 nhân viên cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích tại công viên quốc gia và hẻm núi Cây Hồn, nơi 4 người chết và 3 người mất tích khi đang vượt thác. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến xấu đã gây cản trở rất nhiều đến hoạt động cứu hộ. Ngoài ra, hàng trăm nghìn tình nguyện viên đến từ hơn 30 cơ quan tổ chức của Mỹ cũng đang tham gia tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong suốt 2 ngày qua. Theo số liệu thống kê, tính tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 12 người đi trên một chiếc xe tải và một ô tô bị lũ cuốn trôi xuống hẻm núi gần biên giới bang Ta, Arizona. Hầu hết những nạn nhân đều là phụ nữ và trẻ em. Các nhà chức trách cho hay lũ lụt đã tàn phá các khu vực từ thị trấn Hidden đến thành phố Colorado. Đây là vụ tai nạn khiến nhiều người chết nhất trong năm nay ở khu vực này.